Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em lại làm một cái clip hướng dẫn, không phải hướng dẫn mà là giới thiệu với các bác là cái con ST203 này. Các bác có thể thấy sao tốp ST203. Con này thì phải nói là cái tiếng của nó rất là hay các bác nhé. Và cái cách tinh chỉnh của nó cũng rất là dễ. Vì tại sao em nói là dễ? Vì đây, để em có thể quay gần lại cho các bác xem. Thì ở đây trước mặt của nó sẽ là ba cái mốt, chúng ta có thể chọn được ba mốt rất là nhanh. Ở đây có nghĩa là ấn mốt 1, mốt 2, mốt 3 thì có thể ấn được luôn. Chọn tùy từng mốt, thì ở đây em đã cài ba mốt để mà anh em có thể lựa chọn được luôn. Bên này thì nó là phần mic này, phần music này, effect này, up này, ESC down này, system này, xe này, main sub này, server này. Cái này thì thật ra cũng không phải giới thiệu nhiều nữa, và em sẽ đi luôn vào cái mà em đi luôn vào cái mà em muốn giới thiệu với các bác. Đó là cái effect của con này nó cực kỳ hay các bác nhé. Như là em đang, ví dụ em đang chọn mode 1, em ấn mode 1 thì nó ra mode 1. Cái mode 1 của em là nó sẽ là echo và reverb các bác nhé. Echo và reverb. Cái mốt này thì anh em hay sử dụng nhất, thì em có thể alo cho anh em thấy. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2 thì nó sẽ là tiếng reverb không các bác nhé. Em lại muốn 1 các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là echo cộng reverb. Còn mốt 2 sẽ là cái mốt gì vật không các bác nhé. À được. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Gì vật rất là bay. Mốt 3 là mốt echo các bác nhé. Echo như âm ly ấy. Đây. Mốt 3. À được. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. À được. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, các bác có thể thấy là còn đâu đầu nhận thì nó sẽ tự chuyển các bác nhé. Ngoài ra thì em sẽ tặng các bác là chiếc điều khiển này, thì các bác có thể chọn được 3 mốt trên này, thì nó rất tiện. Ví dụ mốt quay về mốt 2 này. Đấy. À đây, 1, 2 thì quay về mốt 2 thì rất là tiện. Đấy, thì bây giờ em sẽ hát thử cho các bác nghe với nhé. Con vang này em đang bán với giá rất là ưu đãi. Nó là hàng thanh lý của một bên người ta nhờ bên em thanh lý cho. Thì em nhận được thanh lý rồi, con này giá đang rất là tốt. Thì các bác liên hệ trực tiếp để mua hàng các bác nhé. Giá sẽ cực kỳ tốt cho các bác. Đây, các bác có thể nhìn qua lại một lần. Đấy. Được. Bây giờ em sẽ hát cho các bác nghe để các bác cảm nhận được cái đường echo và đường reverb của nó các bác nhé. Mời các bác đeo tai nghe và cùng cảm nhận. Các bác nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất bên em. Hoặc là các bác đăng ký kênh rồi thì các bác ấn vào chuông để nhận những thông báo mới nhất các bác. Rồi, ok, em sẽ hát thử một đoạn và sẽ dùng 3 chế độ luôn các bác nhé. Dùng 3 chế độ luôn. Rồi, xin mến chào tất cả các bác. Thì tiếp tục mời các bác đeo tai nghe đi. Em sẽ hát thử cho các bác nghe. Cái độ echo reverb của con này thì cực kỳ hay rồi. Đầu tiên thì em sẽ hát thử cái mốt 1 là cái mốt có echo và reverb các bác nhé. Echo và reverb. Từng đoạn mốt thì em sẽ dừng lại. Được. Được. 1, 2, 5, 6. Được. Cái mốt này thì là mốt 1, là mốt echo cộng reverb, là ai cũng có thể hát được mốt này các bác nhé. Mốt 2 sẽ là reverb, còn mốt 3 sẽ là echo không. Thì các bác đeo tai nghe các bác sẽ cảm nhận được các bác nhé. Con biết bây giờ mẹ chờ tí con, khi thấy mái đào nở vàng bên. Năm năm trước con thẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn sang ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào của trời yên vui,
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp cầu, trong vánh chân chờ trời xa, đỏ hơi hơi những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới và ngày xuân. Con biết bây giờ mẹ chờ em chờ, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao nửa trái thùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em ấm? Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Rồi ok, em đã dừng nhạc trên cái điều khiển này bằng ấn nút 6 các bác nhé. Đấy, ấn nút 6. Và bây giờ em sẽ chuyển chế độ 2 là chế độ revert các bác nhé. À đây, 6, 7. Đây, 6. Chế độ 2, revert. Đây, 6, 7. Đây. Xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp thông, trong bánh trông chờ trời sáng, đỏ hơi hơi những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân đi quê xóm riêng. Biết bây giờ mẹ chờ em chờ, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em ấm? Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Xin lưu ý với các bác thì một số bác thích ví dụ như nhiều bác miền Nam thì hay thích gì vợt thì chúng ta nên chọn mốt 2 các bác nhé. À được, mốt 2 thì nó sẽ không có echo, còn đâu mốt 1 thì nó sẽ có echo, và quan trọng nhất là mốt 3 này, mốt 3 nó echo như âm ly luôn các bác nhé. Đấy. Một ba, nó như âm ly luôn các bác nhé. Một hai năm sáu bảy tám chín năm sáu. Cái mốt này thì nó như âm ly luôn. Thì thật ra thì nhiều bác còn giọng yếu thì nên sử dụng cái mốt ba này. Còn bình thường thì anh em dùng mốt 1 hoặc mốt 2. Đấy, hoặc là phát biểu thì anh em chọn mốt 2. Chọn mốt 2 thì là cái mốt phát biểu thì nó rất là trong tiếng và nó không có echo. Còn mode 3 là echo rất nhiều, còn mode 1 là cái mode mà vừa reverb vừa echo của anh em nhé. Được, em sẽ hát thử cái mode 3 này. À được, 1, 2. Được, 6, 7, 8, 9. Cái mode 3 này là cái mode mà nó rất nhiều echo cho những người hát yếu các bác nhé. Biết biết bây giờ mẹ chờ tí con,
khi thấy mái đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay anh đứng vai đầy trường gió mà tim con vẫn xa là xa. Ôi nhớ xuân vân đào của trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên với mái tranh trong theo ngồi quanh quanh bên với con, trong vai vai chân trời trời xa đòi thấy những đôi má. Như các bác thấy là mốt 3 này echo rất là nhiều, dùng cho những anh em miền Bắc và hát giọng yếu thì nên sử dụng mốt 3, còn đâu bình thường anh em cứ sử dụng mốt 1 và mốt 2 anh em nhé. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bác cùng đã xem video bên em. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới này giúp em các bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác, hẹn các bác ở những clip lần sau.